Lâm xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Các bạn thân mến, đã lâu lắm rồi không có quay video, rất là xin các bạn thông cảm ha. Luzubu á, hiện tại Lâm đang đứng ở vùng cà phê nguyên liệu Robusta của Di Linh. Đây các bạn nhìn đây ha. Rô hiện bây giờ đang là đầu tháng cuối tháng 8, đầu tháng 9, cuối tháng 8 ha. Thì đây, những trái cà phê rô đã to được nhiêu đây rồi, bằng ngón tay út rồi nè, chuẩn bị cho mùa thu hoạch sắp tới. Mà như các bạn biết, tình hình cà phê năm nay thì đang cực kỳ, phải nói là cực kỳ khó khăn cho những, không chỉ những nhà rang, những người tiêu thụ cà phê. Bởi vì như các bạn đã biết, thời điểm hiện tại bây giờ, giá cà phê xô mà nhà máy đang thu là 50.000 mà không có mà thu các bạn, cà phê xô các bạn, chưa tính là về lọc lựa, tiêu hạ rồi lọc lựa, phân loại để xử lý. Đó, khả năng là tiêu hao thêm 20% nữa. Thì các bạn đã thấy là tình hình cà phê rô mà xô nó đã như thế rồi. Còn cà phê A ở trên Đà Lạt và Cầu Đất thì hiện tại theo như thông tin Long được biết thì với cái giá mua vườn, mua vườn hiện tại mọi người đang coi như là thỏa thuận với nhau là đã đang ở mức là khoảng gần 20.000 rồi, là mua vườn nhớ bạn, giống như mua mão như thế này. Cho nên khả năng năm 2020 hiện tại bây giờ là giá cà phê, sản lượng cà phê và chất lượng cà phê đang thực sự gây khó khăn cho những cái người sản xuất, những cái người rang cà phê, những cái nhà rang lớn, rang nhỏ hoặc những người tiêu thụ cà phê ha. Những người tiêu thụ cà phê thì rất là khó để có được những ly cà phê ngon với cái chất lượng ha, với cái tiêu chuẩn chất lượng tốt như mọi năm ha. Bởi vì về mặt giá thành và các bạn biết rồi, cuối năm vừa rồi, ví dụ năm thời điểm này của năm ngoái là rất căng thẳng vì dịch bệnh đó. Cho nên là cho nên hiện tại bây giờ là cái cà phê về sản lượng và chất lượng cà phê của cái vụ năm rồi đang gây rất là nhiều khó khăn và áp lực cho các nhà rang cũng như cho người tiêu thụ sản phẩm ha. Và khả năng theo như các bạn, tình hình năm tới sẽ như thế nào theo như các bạn, tình hình năm tới nếu mà với cái giá như hiện nay ha, ví dụ như là cà phê xô đang thu hái, đang cà phê xô đang được thu mua của nông dân với cái mức giá đang khoảng 50 rồi ha, và cà phê A đang mua vườn với cái mức giá đã khoảng 20.000 một ký cà trái ha, trái vậy thôi ha, thì các bạn thấy rằng nếu mà như vậy thì tính ra khả năng là năm tới tình trạng về thứ nhất về chất lượng, thứ hai về sản lượng ha, và như các bạn biết năm rồi thì tình hình mưa bão, mưa rồi nhiệt độ thời tiết rồi nắng không thuận lợi. Ví dụ các bạn nhìn thấy những cây rô như thế này, đây các bạn nhìn nha, trái cũng rất là lưa thưa, trái rất là lưa thưa bởi vì điều kiện là theo nhiều nhà vườn thì tình hình nắng nóng và ít mưa đó, các bạn thấy không nè. Đó, chỉ có ví dụ những cây này nhìn trông có vẻ còn sai trái một tí xíu, nhưng mà thực ra cũng không đáng. Như đây trong này có một số cây sai này, nè. Đó. 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 Thì các bạn thấy rằng là về sản lượng năm nay khả năng là còn giảm so với năm ngoái đó, từ 1/3 tới 50% các bạn. Từ 30 tới 50% là giảm nha các bạn. Đó. Chưa nói về cái giá thành của cái cà phê nó sẽ tăng ha. Và như các bạn đã biết á, nhiều người nói rằng giá của cái cây, của hạt cà phê nó tăng thì những người nông dân sẽ là những người hưởng lợi, thế là những người cảm thấy là rất là trái cà phê, cây cà phê mang lại giá trị lớn cho người nông dân, nhưng mà thực sự là không phải như thế các bạn. Bởi vì các bạn biết không, tình hình hiện tại kinh tế, lạm phát, vân vân mọi thứ khiến cho cái giá thành mọi thứ đều tăng. Phân bón, xăng dầu, giá nhân công ha, tất cả đều tăng. Như các bạn đã biết, ví dụ công của một người phụ hồ đi các bạn, hiện giờ giá 500.000
mướn không có người làm các bạn ha. Thì ví dụ công hái, công chăm bón cây cà phê đang thực sự là một gánh nặng về chi phí ha. Ngoài ra về phân bón, thuốc trừ sâu ha, cho nên là sẽ rất là áp lực cho những người nông dân mà sử dụng và phụ thuộc khá nhiều vào phân bón, thuốc trừ sâu ha. Nhưng sẽ là ưu thế cho những người cách đây 2-3 năm đã chuyển sang cái hình thức hữu cơ hoặc bán hữu cơ ha. Và như vậy thì hy vọng rằng xu hướng sắp tới mọi người với cái tình hình thực tế như thế này thì mọi người sẽ xu hướng chuyển dần cơ cấu sang sản xuất cà phê hữu cơ, bán hữu cơ ha, để thứ nhất là cắt giảm được các chi phí và quá phụ thuộc vào nguyên vật liệu, quá phụ thuộc vào lượng phân bón và hóa học, bởi vì giá nó đã tăng gấp đôi rồi đó. Và cái việc mà sản xuất hữu cơ nó cũng làm cho tăng cái giá trị và tăng cái chất lượng của hạt cà và từ đó đem lại cái lợi nhuận, giảm chi phí và từ đó hiển nhiên cái lợi nhuận sẽ tăng thì Long hy vọng với cái video nhỏ như thế này về tình hình cà phê hiện tại, thì với cái tình hình này thì khoảng Long nghĩ chắc khoảng 2 tháng nữa là bắt đầu thu hoạch lai rai rồi ha, thu hoạch lai rai. Và với cái video nhỏ này cũng chẳng mong gì hơn là cầu mong cho ha, những người nông dân sản lượng của vụ mùa bội thu ha, chất lượng hạt cà tốt và cái giá thành nó hợp lý, cầu mong cho các nhà rang có đủ những cái cà nguyên vật liệu để rang phục vụ cho tới tay những người tiêu dùng với cái sản lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất để đôi bên cùng happy với nhau, người tiêu dùng có những cái sản phẩm tốt để sử dụng, nhà nông thì vui vẻ với cái giá trị mà hạt cà phê mang lại, còn những cái nhà rang thì có những cái nguồn nguyên liệu rất là tốt, rất là ổn định để mà sản xuất, cung cấp cho thị trường, phục vụ cho tất cả mọi người. Rồi một số hình ảnh để các bạn thấy ha. Đây, những cây này, những giống cũ cà cũng rất là, thật sự cũng không có sai đó. Như cây này thấy nhiều trái vậy nhưng mà thật sự cũng không có đáng bỏ bèn vậy các bạn thấy nha. Nè. Thôi, xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời nha. Rồi. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối video. Chào tạm biệt tất cả các bạn.